Hello, hello mọi người. Hôm nay tôi giới thiệu với các anh em mình là một cái máy in trên tầng của Trung Quốc chạy điện. Chạy điện mà hôm nay chúng tôi cũng nhập về để thay thế dàn máy cũ của chúng tôi. Đây là hệ thống vào bán hàng. Tôi sẽ giới thiệu đây là cái máy in chân tầng. Cái chân tầng này là nó có đặc tính sau. Cái kích thước lô là của lô to. Cái bạc đó là dùng bạc tầm. Đây, hệ thống bơm bơm dầu đây. Xích để xích qua motor giảm tốc và có điều khiển. Đó, điều khiển. Đây cái cho anh cái công thức này. Tôi xin giới thiệu với mọi người là cái chiều dài, chiều rộng và cái kích thước chân tầng nó sẽ in ra. Rất quan trọng. Kích thước quả lô là tám trăm năm mươi và chiều dài tối đa là 21. Chiều dài tối đa là 21 phân rưỡi và 85 và chiều dài tối đa là 21,5. Đây là hệ thống này, vít này là điều chỉnh độ dày độ mỏng của chân nền và cái hai cái vít này là điều chỉnh cân của cái hình lục lăng này của nền ra. Đó. Khay này là khay đựng nước và để thoát nước. Đây có lỗ thoát nước đây. Thoát nước, còn khay này chứa nước rơi. Rồi. Motor thì giảm tốc. Motor giảm tốc. Tốc độ khoảng 60 vòng một phút. Tốc độ khoảng 60 vòng phút. Đó. Đây. Kích thước chân tầng cho ông nội nó sẽ bé hơn. Xin chào các bác, xin chào anh em tham khảo qua trang web chúng tôi www.thaiviet.com. À, đừng quên là ấn nút like hoặc là đăng ký nếu chưa đăng ký kênh của tôi. Và xin chào và hẹn gặp lại.